Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Ở video lần trước, chúng tôi đã cùng với các cậu khám phá về top 10 nhân vật mạnh mẽ nhất trong The Amazing World Gumball. Tuy nhiên thì không chỉ có vậy, series này còn tồn tại những đồ vật với những khả năng bá đạo không kém, thậm chí là khiến cho bất kỳ ai khi sở hữu trở nên mạnh mẽ vô cùng. Bởi vì vậy, ngày hôm nay, hãy cùng với Way to Way Cartoon chúng tớ khám phá về top 6 những đồ vật quyền năng nhất trong series Gumball. Let's go! Top 6. Tủ lạnh của nhà Watterson. Để mở đầu cho danh sách này, chúng ta hãy cùng đến với một vật dụng vô cùng quen thuộc trong ngôi nhà của gia đình Watterson, đó chính là chiếc tủ lạnh cũ được đặt ở phòng bếp. Có lẽ nhiều người sẽ hoài nghi rằng, một chiếc tủ lạnh thì có gì ghê gớm. Điều đó sẽ đúng khi tập phim The Possession được phát sóng. Trong tập phim này, khi Nicole muốn vứt bỏ chiếc tủ lạnh thì Richard đã rất buồn bã, mong muốn đưa nó tới một nơi khác để nói lời tạm biệt. Đến khi Nicole cùng bà Jojo đi đến để hoàn tiền thì chúng ta mới biết được chiếc tủ lạnh cũ này được mua tại cửa hàng kỳ diệu. Mà như các cậu đã biết, chẳng có món hàng nào được bày bán ở cửa hàng này là một món đồ bình thường cả. Thật ra, cái tủ mà Nicole dùng để đựng thức ăn hàng ngày lại chính là một chiếc tủ lưu giữ những cảm xúc và kỷ niệm, chứ không phải là một chiếc tủ lạnh bình thường như cô đã nghĩ. Do gắn kết với chiếc tủ lạnh từ bé, Richard đã để lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ vào trong chiếc tủ, từ lúc chỉ là một cậu bé trải qua tuổi trẻ cho tới lúc có được cho mình một gia đình riêng. Chiếc tủ lạnh luôn ở đó, đón nhận mọi cảm xúc và kỷ niệm của nhà Watterson nói chung và Richard nói riêng. Do tình cảm mà ông dành cho chiếc tủ này quá lớn, vô tình đã làm cho nó bị quá tải và tạo ra một cơn bão tuyết khắp nhà. Richard bị cuốn và chìm trong những hồi ức tươi đẹp trong chiếc tủ đó. Khi mẹ Richard là bà Jojo cùng Nicole chật vật đi vào trong không gian lạnh giá, chúng ta thấy được bên trong vô cùng rộng lớn, cùng với những cơn bão tuyết cuồn cuộn không ngừng. Richard đã dần bị đông đá bên trong một núi băng khổng lồ, nhưng dường như ý chí của ông có thể điều khiển được thế giới bên trong chiếc tủ lạnh đó. Dù sức mạnh không quá to lớn, nhưng chiếc tủ lạnh của gia đình Watterson cũng đã cho chúng ta thấy nó là một trong những vật nguy hiểm nhất trong cả series The Amazing World Gumball. Top 5. Dutch or Dare. Món đồ tiếp theo trong danh sách là một trò chơi được Gumball và Darwin tự tay làm ra. Cách hoạt động của trò chơi tương tự với trò thách hay thật, nhưng đã được hai cô cậu sáng tạo để tạo ra trò chơi độc nhất cho riêng mình. Luật chơi đơn giản như sau. Mỗi người chơi sẽ được di chuyển bằng cách tung xúc xắc như chó cá ngựa, và với mỗi lần tung xúc xắc, người chơi sẽ phải thực hiện một thử thách ngẫu nhiên để được di chuyển bằng số nút trên xúc xắc mà mình đã gieo. Nếu như thất bại trong việc thực hiện thử thách hoặc không muốn thực hiện thử thách đó, người chơi có thể bóc một lá né tránh lên, chịu hình phạt ngẫu nhiên và chỉ di chuyển được số ô bằng một nửa số xúc xắc đã gieo. Người chơi sẽ chiến thắng nếu như di chuyển chính xác tới ô đích đến cuối cùng. Thoạt nhìn có vẻ như đây chỉ là một trò chơi trẻ con phải không nào? Nhưng nếu như các cậu nghĩ vậy thì đó là một sai lầm lớn đấy. Khả năng đặc biệt của trò chơi này chính là thao túng giác quan và cảm giác của người khác. Ở đầu tập phim The Game, chúng ta có thể thấy được tính mời gọi của trò chơi khi nó phát ra âm thanh để cám dỗ Gumball và Darwin, tiếng kêu như một chiếc tù và khổng lồ khi được thổi lên. Nhưng đặc biệt chỉ có Gumball và Darwin nghe được, hay đúng hơn là chỉ những ai đã từng tiếp xúc với trò chơi này sẽ nghe được tiếng gọi của nó. Những thành viên còn lại thì dường như chẳng nghe thấy gì mà còn lấy nó ra để chơi. Tới tận lúc ấy, sự nguy hiểm của trò chơi mới bắt đầu. Ở những lượt đầu, những thử thách được bốc lên đều được thực hiện thành công. Mọi người trong gia đình Watterson đều vô cùng vui vẻ, giải trí với trò chơi này. Nhưng sau đó thì mọi thứ đều trở thành ác mộng với cả gia đình. Anai do đã thất bại thử thách mặc mọi thứ trong nhà và đã bốc phải lá bài né tránh, rồi phải nhận hình phạt sàn nhà là dung nham nóng. Tưởng chừng đây chỉ là một hình phạt khi cô bé phải tưởng tượng sàn nhà là dung nham. Nhưng không, Anai hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nóng bỏng ra từ sàn nhà. Tương tự, Nicole cũng bị một cái đầu thứ hai quấy rối. Gumball bị rối loạn ca hát, tay phải của Darwin thì bị điều khiển bởi tay phải của Richard và liên tục những hình phạt khác. Điều này ép buộc cả gia đình phải thực hiện thử thách dù nó có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa để kết thúc được trò chơi. Thậm chí ở cuối tập phim còn có hình phạt cấm thở làm cho cả gia đình dường như rơi vào bế tắc. Thực tế thì người bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được các hiệu ứng mà trò chơi mang lại. Vì vậy, chẳng có cách nào để những người bên ngoài trò chơi có thể can thiệp giúp đỡ. Có thể nói, trò chơi đã thâm nhập vào não bộ của người chơi và điều khiển các giác quan cơ thể tạo ra ảo giác. Vì vậy, nếu như một ngày các cậu vô tình đụng phải trò chơi này, thì hãy nhớ chạy ngay nhé! Top 4. Máy chơi game. Lại là một siêu phẩm nữa đến từ cửa hàng kỳ diệu. Lần này chính là một máy chơi game bấm nút cầm tay. Các cậu còn nhớ trò xếp hình, bắn xe tăng hay đua xe trên con máy chơi game 8-bit không nào? Nó đã xuất hiện trở lại trong tập phim The Console, một chiếc máy chơi game 8-bit trẻ em được Richard tặng cho Gumball. Đặc biệt, nó còn được ghi dòng chữ Made in China, một cách đọc nghe tựa như là Made in China. Trong máy chơi game, chỉ có một trò chơi duy nhất tên là nghịch lý đảo lộn. Nghe thôi cũng cảm thấy nhức não rồi phải không nào?
Trong tập phim đó, chúng ta được thấy khả năng biến ảo thực tại của trò chơi này bá đạo như thế nào. Trò chơi cho phép Gumball có thể tùy chọn dịch chuyển vị trí thực của mình trong game, đặt tên cho chính mình và khiến những người xung quanh biến thành những NPC đọc lời thoại có sẵn. Cá tiền, đây chính là ước mơ của rất nhiều bạn muốn isekai vào thế giới trong game. Điều đặc biệt là toàn bộ các sự kiện trong game đều diễn ra ngoài đời thật, chứ không hề là ảo ảnh trong đầu của người chơi. Các định luật trong game hoàn toàn có thể áp dụng được ở ngoài đời nhờ chiếc máy chơi game này, như cách mà Gumball có thể thoải mái vào nhà ông Robinson lấy đồ và ví tiền của ông ấy mà không hề bị ai cản trở. Các chiêu thức bắn trưởng có thể gây sát thương cho đối thủ, có thể tùy chọn ngoại trang nhân vật, có thể cày nhiệm vụ ép cấp và còn rất nhiều thứ khác nữa. Cách để thoát khỏi sự kiểm soát của trò chơi này chính là đánh bại trùm cuối cùng là chiếc máy chơi game. Tuy nhiên, điều khiến cho trò chơi đáng sợ chính là việc khi bị biến thành một nhân vật khác, các cậu hoàn toàn có thể game over nếu như thanh máu tụt về con số 0. Nếu lỡ chẳng may Gumball quên việc gọi cho gia đình trong trận chiến cuối và bị hạ gục bởi trùm cuối thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể người chơi sẽ bắt đầu lại từ đầu, hoặc người chơi cũng có thể game over luôn trong thế giới thật, không ai nói trước được điều gì. Nhìn chung thì đây là một trò chơi giải trí tuyệt vời nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nếu như được sở hữu nó thì các cậu có dám isekai như Gumball nhà ta không nào? Top 3. Cuốn sổ của Cartoon Network. Tiếp tục với cửa hàng kỳ diệu, trong tập phim The Shippening, chủ cửa hàng đã bị cảnh sát Elmore kiểm tra lục soát. Sau một loạt những đồ vật kỳ dị thì chiếc xe tải đã phóng ga chạy trốn và bị cảnh sát truy đuổi theo. Trong lúc đó, vô tình một cuốn sổ màu đen đã rơi trước nhà Sarah và được cô nhặt được. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi chúng ta thấy được biểu tượng của kênh Cartoon Network ở trên đó. Với màu shipper có sẵn, Sarah đã mặc kệ nguồn gốc của cuốn sổ mà thỏa sức viết ra những câu chuyện ship các nhân vật lại với nhau. Dường như cuốn sổ đó chính là cuốn sổ ghi kịch bản của Cartoon Network, vì câu chuyện fanfic của bất kỳ ai được cô ship đều xảy ra. Từ đó, những cặp đôi bất chấp được hiện thực hóa như Masami được ship với Hector, Larry thay vì cầu hôn bạn gái thì lại quay ra cầu hôn ông thầy Small, ông Robinson cặp với Barbara. Thú vị hơn là những nhân vật tưởng tượng của Sarah cũng được hiện thực hóa, như là cặp đôi em họ của Gumball và bạn gái người y hệt Darwin nhưng lại màu tím. Sarah còn thoải mái điều khiển thực tại khi có thể tạo ra sự thay đổi ngày đêm hay tạo ra những thứ nghịch lý nhất chỉ bằng một câu văn. Thậm chí tạo ra những phiên bản anime như đám cưới của Gumball và Darwin hay là Yuki cùng Nico phiên bản anime cũng đã xuất hiện trong tập The Fury cưỡi kỳ lân tung bay. Hiện thực dường như chỉ là trò chơi đối với người sở hữu cuốn sổ quyền năng này. Cuốn sổ đại diện cho quyền hạn của Cartoon Network đối với bộ phim. Tất cả mọi thứ trong The Amazing Cục Gumball đều có thể trở thành hiện thực nếu được kênh này phê duyệt. Nếu như trong anime Death Note mà Kira sở hữu cuốn sách này thì có thể chấp luôn chục người như El ấy nhỉ. Top 2. Chiếc Remote TV. The Amazing Cục Gumball là một series truyền hình nổi tiếng của Cartoon Network. Dù các nhân vật trong bộ phim có bá đạo ra sao đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một sự tồn tại 2D trong TV. Có lẽ chính điều này đã làm cảm hứng tạo ra chiếc Remote TV quyền năng trong tập The Disaster và The Return. Với cái giá 12.99 đô la, Rob đã vô tình sở hữu đồ vật quyền năng nhất trong cả bộ phim. Là một chiếc remote TV trong một chương trình TV, dường như nó mang lại tất cả quyền năng mạnh mẽ nhất cho người sử dụng, như tua nhanh làm cho người khác bị tăng tốc độ, ngưng động thời gian bằng nút pause, mở ra chiều không gian The Void, thay đổi bầu không khí hay ngôn ngữ, khiến cho người khác trẻ hóa hay bá nhất là quay ngược thời gian. Xuyên suốt hai tập phim kể trên, Gumball đã chật vật để chiến đấu với Rob để cứu gia đình cũng như bạn gái Penny của mình. May mắn cho cậu vì Rob vẫn còn phần tốt bên trong mình nên không sử dụng nút power up ngay từ đầu. Nếu vậy thì trận chiến đã kết thúc trong một nốt nhạc rồi. Không có từ nào để diễn tả khả năng của chiếc remote này ngoài từ bá đạo. Điều làm cho nó càng nguy hiểm hơn là bất cứ ai đều có thể sử dụng được nó. Chẳng may đồ vật toàn năng này rơi vào tay một người muốn làm chủ cả Elmore hay cả thế giới thì liệu ai sẽ ngăn cản được đây, phải không nào? Top 1. Tiền. Chính xác, các cậu không hề nghe lầm đâu. Tiền chính là thứ quyền lực nhất trong cả bộ phim này. Không chỉ là nguyên do mà Nico phải đi làm mỗi ngày hay khiến cho cô phải đau đầu tính toán chi tiêu, tiền còn quyết định cả sự tồn tại của cả thế giới trong The Amazing Cục Gumball. Trong tập phim The Money, khi Richard ném toàn bộ tiền xuống biển, thì gia đình Watterson chính thức mất hết tất cả, từ chiếc sofa, TV đến cả ngôi nhà, thậm chí là cả bãi cỏ đều bị đem đi. Nếu như vậy còn chưa đủ tệ, thì bất ngờ thay, cả gia đình bị bay màu đúng nghĩa đen. Tất cả các hiệu ứng di chuyển hay hình ảnh đều bị chập chờn, cả Elmore bị chuyển thành bản thảo, từ dạng 3D bị biến thành 2D, rồi từ từ hoạt ảnh của phim bị chuyển thành truyện, rồi những bản thảo đến cuối cùng chỉ còn là những nét nguệch ngoạc của trẻ con. Chúng ta có thể lý giải được, tiền của cả gia đình Watterson cũng chính là tiền của cả studio phụ trách phim.
Nếu gia đình phá sản, studio cũng sẽ không còn kinh phí để thực hiện các bản dựng hay lồng ghép các hiệu ứng âm thanh và ngược lại. Nếu như studio không đủ kinh phí thì show cũng sẽ bị dừng, một sự liên kết đầy thực tế phải không nào? Không chỉ tập phim này, trong xuyên suốt loạt phim thì vấn đề tiền bạc luôn là một vấn đề nhạy cảm. Nó tạo ra sự khác biệt trong các tầng lớp giàu có với gia đình của Cambo. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau điểm qua những đồ vật quyền năng nhất trong The Mythical Cambo. Các cậu thấy sao về những đồ vật này hay là có muốn bổ sung thêm điều gì nữa hay không? Hãy cho chúng ta biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Way out.